sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn/vietrachofficialstore. Xin chào, chào mừng các em đã đến với phần soạn văn của trang web Việt Rách. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em trả lời những câu hỏi trong văn bản những chặng đường hành quân. Đây là văn bản thứ 2 trong chủ đề bài số 4. Với soạn bài những chặng đường hành quân, trang 108, 109, 110, 111, ngữ văn lớp 12 chân trời sáng tạo sẽ giúp các em trả lời câu hỏi, từ đó dễ dàng soạn văn lớp 12. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tìm hiểu văn bản này và trả lời những câu hỏi nhé. Mãi mãi tuổi 20, ghi chép về cuộc sống của người lính binh nhì với nhiều gian khổ nhưng ngời sáng bao lý tưởng, tràn đầy ước mơ, hoài bão và tình yêu thiết tha với Tổ quốc, quê hương, gia đình, bạn bè. Trong thời kỳ dân tộc ta kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đấu tranh, thống nhất đất nước. Phần trước khi đọc, cô có câu hỏi như sau. Vì sao tuổi thanh xuân được xem là độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người? Gợi ý trả lời. Thanh xuân là một giai đoạn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, năng động và tràn đầy hoạch định cho tương lai. Đây là thời kỳ quan trọng và đặc biệt trong cuộc đời của mỗi con người, thường kéo dài từ độ tuổi dậy thì đến khi bước vào độ tuổi trưởng thành. Trong giai đoạn thanh xuân, con người thường trải qua nhiều trạng thái cảm xúc phong phú như sự hứng thú, nghị lực, ham muốn khám phá thế giới và định hướng cho tương lai. Đây là thời gian con người có thể khám phá bản thân mình, tìm hiểu đam mê và quyết định hướng đi cho cuộc đời. Chúng ta sẽ chuyển sang phần đọc văn bản. 1. Những chi tiết này thể hiện tình cảm xúc gì của tác giả? Gợi ý. Tác giả thể hiện niềm vui sướng, tự hào khi được mặc bộ quân phục. Đồng thời, tác giả cũng ý thức được trách nhiệm của mình đối với dân tộc và đất nước. 2. Qua đoạn văn này, bạn hình dung thế nào về bối cảnh của cuộc hành quân? Gợi ý, bối cảnh của cuộc hành quân, chiến trường Nghi Lộ, Nghệ An rất khốc liệt. Trên đường hành quân, nhân vật trữ tình gặp được những con người khác nhau. Chúng ta sẽ chuyển sang phần trả lời những câu hỏi sau khi đọc. Nội dung chính của văn bản. Văn bản thể hiện nỗi nhớ những chặng đường hành quân. Đây là một phần trong trang nhật ký của Nguyễn Văn Thạc, đã ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống của anh trong quân ngũ. Anh đã trải qua những chặng đường đầy gian khó, cũng những đầy ý nghĩa. Những bước chân của anh đã đi qua những vùng đất yên bình, nhưng cũng đánh dấu bằng máu và mồ hôi của người lính. Câu 1. Nêu những đặc điểm của thể loại nhật ký được thể hiện trong văn bản. Gợi ý trả lời. Đặc điểm của thể loại nhật ký được thể hiện trong văn bản như sau. Những sự kiện được ghi chép hàng ngày, cẩn thận, có đánh số ngày, tháng, năm, có địa điểm cụ thể, có yếu tố phi hư cấu. Câu 2. Nêu tên và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ trong đoạn văn sau. Buổi gác đầu tiên là đêm trăng sáng, là bài thơ, là một trang nhật ký. Sung sướng và hãnh diện biết bao, ơi làng xóm yêu quý, ngủ yên, ngủ yên. Có anh bộ đội thức canh trời, những mái nhà nghiêng như mi mắt thân thương, nhắm ngủ ngon lành. Ta bước nhẹ, lâng lâng một mùi hương quen thuộc. Bưởi đã cuối mùa, ổi đã cuối mùa, cây lá đang rồn nhựa để trổ ra một mùa quả chín. Gợi ý trả lời. Biện pháp so sánh, tác dụng tạo ra hình ảnh sắc nét, gợi tả chi tiết, ví dụ những mái nhà nghiêng như mi mắt thân thương. Biện pháp nhân hóa, tác dụng gắn tính cách, hành động của con người cho các vật thể vô tri, làm chúng trở nên gần gũi và sống động hơn. Ví dụ, bưởi đã cuối mùa, ổi đã cuối mùa, cây lá đang rồn nhựa để trổ ra một mùa quả chín. Biện pháp ẩn dụ tạo ra hình ảnh không trực tiếp, gợi cảm và tạo sự tò mò cho người đọc. Ví dụ, ta bước nhẹ, lâng lâng một mùi hương quen thuộc. Câu 3. Liệt kê một số chi tiết có tính xác thực trong trang nhật ký ngày 10 tháng 4 năm 1972 và cho biết tác dụng của chúng. Gợi ý trả lời. Về thời gian. Ngày 10 tháng 4 năm 1972, về địa danh thì không có thông tin cụ thể về địa danh trong văn bản. Về sự kiện, đó là buổi gác đầu tiên, đoạn văn mô tả buổi gác đầu tiên với trăng sáng, bài thơ và mùi hương quen thuộc,
tạo ra hình ảnh sắc nét và gợi cảm về cảm giác của người viết trong buổi gác đêm đầu tiên. Cây lá đang rổ nhựa để trổ ra một mùa quả chín, mô tả tình trạng của cây lá, tạo ra hình ảnh về sự chuẩn bị cho mùa quả chín sắp tới. Những chi tiết này giúp tạo nên bức tranh sống động và gợi cảm về ngày đó trong trang nhật ký. Câu 4. Theo bạn, văn bản trên có sử dụng yếu tố hư cấu hay không? Nếu có, hãy nêu ví dụ, nếu không, hãy cho biết vì sao. Gợi ý trả lời. Văn bản trên không sử dụng yếu tố hư cấu bởi tất cả những sự kiện đã được kể đều có thật trong đời sống, có thể kiểm chứng được. Các sự kiện được kể gắn với dòng hồi tưởng của nhân vật. Quyết định tham gia quân ngũ, ngày chia tay bạn bè để lên đường và chiến trường, cảm xúc khi vào quân ngũ, những trải nghiệm khi đi hành quân và khoảnh khắc hiện tại. Câu 5. Xác định cảm hứng chủ đạo của văn bản. Gợi ý trả lời như sau. Cảm hứng chủ đạo đó là cảm xúc xúc động bồi hồi khi nhớ về ngày chia tay bạn bè, lên đường tham gia kháng chiến. Đó là cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi mặc lên mình bộ quân phục màu xanh với ngôi sao ở trên mũ. Câu 6. Bạn có nhận xét gì về cái tôi của tác giả nhật ký qua văn bản? Gợi ý trả lời như sau. Tác giả sử dụng ngôi kể thứ nhất, chia sẻ những trải nghiệm, cảm xúc của bản thân, đem lại sự gần gũi, thân thuộc với bạn đọc. Cái tôi của tác giả kể về một cách khách quan những sự kiện lịch sử diễn ra, song bên cạnh đó cũng xen lẫn những cảm xúc của tác giả. Trên đây là phần cô hướng dẫn cho các em soạn bài, trả lời những câu hỏi trong văn bản, những chặng đường hành quân. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô sẽ gặp lại các em trong những phần soạn bài sau của trang web Việt Jack nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.